Cái đũa này nó chín quá mẹ ơi. Cái đũa này nó chín quá rồi. Để được. Ê, cái anh sao còn miếng nhỏ không vào nữa. Sao đổ vô trước hả? Bỏ sao đổ vô trước. Mẹ nấu ít nước nha mẹ. Không có cầm cái giá ở đây hả ta? Mua hai cái giá khác nhau đi. Giờ đậy nắp lại chờ cho nó sôi hả? Nêm chưa? Ý là bây giờ nêm luôn hả? Thấy không? Nêm đâu cái bên ta trên cái rổ cái hũ trên cái rổ quên đủ đúng không nè. À. Niêm chai á, sao nhìn nó lạ vậy mẹ? À, cái này cái muôn Mỹ đó hả? Ừ. Nhìn nó lạ quá ha. Ừ, mẹ biết nhìn giống gì không? Hả? Nhìn biết giống gì không? À, giống thuốc hả? Không phải. Giống thứ ăn gà quá. Y chang luôn. Thì người ta bán toàn quốc thành ra thành ra cái gì các nước thành ra là có tiếng này tiếng kia. Trời ơi, bọc niêm kỳ quá mẹ ơi. Nó dính vô cái giá luôn rồi, gỡ ra không được nè. Sao nó dính dữ vậy ta? Biết có an toàn không vậy trời? Có ai mà dính gì đâu. Người ta vô nước sôi ta tan ra không kịp luôn. Dính đâu? Sao dính không biết nữa. Ủa hình như mày cắt rau chưa hết hay gì á? Thôi để con bên là nó mình quên dặn nữa. Còn bên kia mẹ để luộc. Ừ.
là canh rau với đu đủ nè. Này phải có nấm vô nó mới ngon, nó mới ngọt nè. Hôi gì mà hôi? Nấm khô là gì? Nấm mà phơi khô quá hả? Không thì bỏ mấy đậm đậu hũ hay gì đồ vô. Cái gì xào nấm á hả? Thì mẹ cứ rã đông ra rồi mẹ ăn bình thường thôi. Ủa quên, không phải rã đông mà là ngâm nước cho nó nở. Bỏ hết rồi. Ngọt quá, ngọt luôn, ngọt ngay luôn. Tự nhiên ngọt vậy nó lạc hơn là gì? Có, có. Muối đâu ta? Cho miếng muối vô. Đâu cần soi đâu mẹ. Trời ơi, nồi nước đen soi bỏ rau vô là nó chín thế này, nó trời rồi. Ừ. Ăn rục quá đâu có ngon đâu. Vậy cần đậy nắp lại luôn không? Mình ăn là thêm vậy là ăn được rồi đó. Ăn mà rục rã quá đâu còn chắc gì đâu. Thôi giữ tạm rồi nè. Vậy là ăn là rục rã không còn gì luôn á. Nêm nếm rồi phải không?